nó chơi tốt đấy. Rồi rồi, để từ từ để em quay quay lúc con chim này xong tí đây em tìm cái video em gửi cho, cái giọng nó có mà. Để mấy tháng ấy. Con này có phải là con bỏ ra lồng hơi ngoái phải không? Có phải con đấy? Bỏ đi nha anh em nha, bỏ đi, con này nó bị ngoái mình vứt vào trong lồng AV gần lực rồi. Thì là mấy con khác bỏ ra thì ác đi. Anh em cái con hàng này về đâu? Về về thả AV hoặc là nuôi chơi, gột thằng chim mồi. Giá em nó là 1,5 triệu. Điện thoại 036 5600 511. Thì giá rất là mạnh luôn. Nhưng mà anh em mình lưu ý là cho ra lồng nuôi là nó hoảng là nó ngoái. Mà ngoái thì anh em đừng hỏi gì thêm nhé. Anh em lấy mình nói rõ giá trong video rồi. Ngoái là ngoái, có nghĩa nó là lỗi. Nhưng nó là hoảng nó ngoái thôi. Chứ anh em đừng có hỏi này, đấu nó có ngoái hay không thì mình đúng là mình cũng chịu thua. Nhớ anh em con chim nó rẻ tiền cứ phải yêu cầu đấu không ngoái rồi.